Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 3270 đến 3274. Tập 3270. Nhân phi phàm sau đó ngón tay bắt pháp quyết, một đạo phi kiếm truyền thư liền hướng một cái phương hướng bay đi. Sau đó hắn cũng sẽ không tu luyện, mà là đứng lên, hai tròng mắt đóng chặt. Ước chừng mấy giây, hắn tròng mắt đột nhiên mở ra, Trước mặt hư không biến dạng. Một đạo mơ hồ cô gái bóng người xuất hiện nhưng phi phàm nhìn về phía phụ nữ kia nhàn nhạt, nhạt, nói khuynh thành thật lâu không gặp diệp khuynh thành lộ ra một đạo cười một tiếng bách mị xanh nụ cười nói ngươi giao cho chuyện ta đã làm xong tiếp theo đâu nhưng phi phàm trầm tư chốc lát liền nói hôm nay bàn cờ này càng ngày càng phức tạp vẫn là phải cùng luân hồi chi chủ trưởng thành thành tựu luân hồi hộ đạo người đây là trước mắt ta nhiệm vụ chủ yếu diệp khuynh thành nhẹ khẽ gật đầu nhưng vẫn là nói nếu như luân hồi chi chủ thất bại đó không phải là đại biểu ngươi vậy thất bại Đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, thật tốt sao? Phi Phàm, ta không phải là không tin tưởng luân hồi chi chủ, mà là càng tin tưởng ngươi. Nhưng Phi phạm ánh mắt ngay tức thì thay đổi là nghiêm túc, nhưng thấy Diệp Khuynh Thành vẫn là cuối cùng hóa là Ôn Nhu, đưa tay ra, vuốt ve vậy Diệp Khuynh Thành hư ảnh, nói, bàn cờ này, ta tuy có thể là người cầm cờ, nhưng điều khiển không được bàn cờ này, chỉ có luân hồi huyết mạch mới có thể làm được. Cho nên, bất kể như thế nào, đều phải do Diệp Thần chủ đạo. Diệp Khuynh Thành biết mình nói thêm cái gì cũng không dùng, chỉ có thể gật gật đầu nói, vậy được, ngươi thật tốt chữa thương. Sau đó, hư không khép lại, hết thảy phảng phất từ không tồn tại qua. Nhưng Phi Phàm nhìn một cái thương khung, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hết thảy, đi tới địa tâm vực. Hắn khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, cửu đỉnh thứ hai đỉnh lại có thể trước thời hạn hạ xuống, xem ra có vài người ngồi không yên. Cũng đúng, nếu như ta là Vũ Hoàng cổ đế mà nói, biết có người luyện thành cửu thiên thần thuật xếp hạng thứ nhất tồn tại, cũng là sẽ ngồi không yên. Bất quá, tình huống hôm nay, chỉ dựa vào Diệp Thần cũng không tốt giải quyết. Thôi, trước tu luyện, nói sau. Nói xong, nhâm phi phàm liền nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Cùng lúc đó, hình ảnh quay về, địa tâm vực. Cái này thứ hai đỉnh hạ xuống, chỉ sợ không dễ dàng đối phó. Diệp Thần nhìn bầu trời bên trong, đã có hai tòa cự đỉnh lơ lửng. Vạn khư cửu đỉnh, hai đỉnh chân thiên, vậy mới phủ xuống thứ hai đỉnh, hơi thở vẫn là viên mãn trạng thái, chín đạo đồ đằng toàn bộ lóng lánh, làm người ta cảm thấy từng cơn áp lực, một hồi nghẹt thở. Vô luận ở địa tâm vực nơi nào, đều có thể thấy cái này hai đỉnh khí tượng. Chờ nửa ngày thời gian, chân trời huyết nguyệt kiếm mang lóe lên, có đóng kín một cái phi kiếm truyền thư phát tới, chính là nhâm phi phàm thơ hồi âm. Nhâm tiền bối thơ hồi âm. Diệp thần vội vàng tiếp lấy phi kiếm kia truyền thư, đem thư mở ra. Nhưng gặp thư trên viết nói, ta tại dưỡng thương, năm ngày sau đi tìm người. Diệp thần nhìn nội dung trong thơ, nhất thời kinh hãi, trong đầu nghĩ nhâm tiền bối bị thương là ai tổn thương lại cẩn thận nhìn tiếp nhâm phi phàm ở thư trên đơn giản nói rõ nhân quả lúc đầu hắn phát hiện một tòa viễn cổ đại đế nghĩa địa muốn đi vào tìm bảo nhưng không ngờ ở đại đế đó trong mộ hắn lại gặp thập đại lão tổ bên trong đế thích vạn diệp đế thích vạn diệp chính là đế thích gia tổ sư gia chấp trưởng mạn châu xa hoa trải qua người xa như vậy của đại đế bảo tàng đế thích vạn diệp vậy rất có hứng thú nhâm phi phàm cùng đế thích vạn diệp gặp nhau hai bên bùng nổ chiến đấu. Cuối cùng, Nhâm Phi Phàm toàn thắng, hoàn toàn đánh bại Đế Thích Vạn Diệp, chém rớt đối phương nửa bên đầu, người sau bị thương rất nặng. Mà Nhâm Phi Phàm, vậy bị thương không nhẹ, trước mắt ở điều dưỡng. Nhâm Tiền Bối lại có thể đánh bại Đế Thích Vạn Diệp, còn chém hết đối phương nửa bên đầu. Diệp Thần xem sách nội dung trong thơ, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Hắn biết Nhâm Phi Phàm cường hãn, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này. Phải biết, Đế Thích Vạn Diệp nhưng mà mười đại thiên quân lão tổ một trong, hơn nữa chấp trưởng cửu thiên thần thuật bàn về thực lực ở thập đại lão tổ bên trong đứng sau vũ hoàng cổ đế như nhân vật cường hãn như vậy lại có thể bị nhâm phi phàm đánh bại đơn giản là không thể tưởng tượng nổi diệp thần nội tâm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ nhưng lại có chút lo lắng dẫu sao ở đó trong chiến đấu nhâm phi phàm vậy bị thương trước mắt ở điều dưỡng thậm chí không thể chạy tới gặp diệp thần phải chờ tới năm ngày sau nhâm tiền bối sẽ không xảy ra chuyện liền chứ diệp thần khá có chút lo âu nhưng nghĩ tới nhâm phi phàm thần thông quảng đại khí vận bàng bạc muốn đến sẽ không có cái gì đáng ngại lập tức diệp thần yên lòng liền an tâm chờ đợi cái này năm ngày thời gian ta liền luyện hóa thánh hồn mảnh vỡ tăng tiến hồn lực nói sau diệp thần móc ra luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ liền ngồi xếp bằng xuống yên lặng bắt đầu hấp thu luyện hóa mà lúc này địa tâm vực một nơi hoang vu cổ thành di tích bên trong nhưng gặp một cái anh soái đẹp đẽ nam nữ không biện luận tóc trắng nam tử đứng ở thành hoang đỉnh núi ngước nhìn trời lên cự đỉnh hắn vẻ mặt cũng là khá là ngương trọng. Vạn khư thứ hai đỉnh hạ xuống, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, Huyền Cơ Nguyệt đã đi huyền hải, không có vận mạng trợ lực, như thế nào có thể đối kháng? Tóc trắng nam tử chính là Đế Thích Thiên. Huyền Cơ Nguyệt cùng Diệp Thần tranh đấu, cuối cùng lấy Huyền Cơ Nguyệt thất bại, may mắn bị tiếp đi huyền hải thu chàng, hắn cũng là có lòng thích thích nhiên. Một mặt, hắn lo lắng không có Huyền Cơ Nguyệt, khó mà đối kháng Vạn Khư. Mặt khác, hắn vậy cảm thấy tự thân nguy hiểm. Diệp Thần quá mạnh mẽ, nếu quả thật đánh, hắn không chống nổi diệp thần một chiêu hắn cũng không có huyền cơ nguyệt như vậy vận khí nếu quả thật chiến đấu hẳn phải chết không thể nghi ngờ coi như hiện tại vạn khư nguy cơ diệp thần tạm thời sẽ không giết hắn nhưng sớm muộn có binh khí gặp nhau một khác bấm ngón tay suy tính dưới đế thích thiên phát hiện tự thân khí số mong manh tùy thời có bị tiêu diệt nguy hiểm hắn cũng không để bụng mình sống chết nhưng nghĩ tới thành lập lý tưởng thế giới thẩm phán rửa sạch thiên hạ nghiệp lớn còn chưa hoàn thành trong lòng không khỏi vạn phần thổn thức mà ở đế thích thiên sau lưng là hồng liên tử kim cung một phiến phiến cung điện kiến trúc có rất nhiều cường giả ở chấn thủ đây là đế uyên điện sơn môn vì tăng lên khí vận tăng cường thực lực đế thích thiên đem đế uyên điện sơn môn vậy di chuyển rời đến điện tâm vực có đế uyên điện đạo thống khí vận đế thích thiên trước mắt tu vi tăng lên tới bách gia cảnh hai tầng thiên bất quá nếu quả thật đánh vẫn là không ngăn được diệp thần một chiều luân hồi chi chủ tốc độ tiến bộ của ngươi thật là làm người ta thán phục à đế thích thiên cảm khái không thôi nhìn bầu trời ở giữa mới đỉnh vậy mới trên đỉnh đồ đằng chín đóa giống nhau như đúc địa ngục hoa trong truyền thuyết mạn châu sa hoa rõ ràng cùng đế thích gia có liên quan đế thích gia lão tổ đế thích vạn diệp chính là cửu thiên thần thuật đại biểu phật môn cuối cùng mạn châu sa hoa trải qua người chấp trường đế thích thiên thấy vậy mạn châu sa hoa đồ đằng tin nghĩ nếu như có đế thích lão tổ trợ lực mình tất có thể chiến thắng luân hồi chi chủ nhưng ở vũ hoàng cổ đế uy áp hạ cho dù là đế thích vạn diệp cũng phải ném xuống tư tình không cách nào tương trợ đế thích thiên phải toàn lực áp chế địa tâm vực kể cả đế thích thiên cũng phải một thể trấn áp giao giao đế thích thiên đang trong suy nghĩ bỗng nhiên trên trời cự đỉnh một hồi lai động nhô lên ra sáng chói sáng mở sau đó một đóa địa ngục hoa hạ xuống đế thích thiên thấy vậy phủ xuống địa ngục hoa con ngươi nhất thời hơi có giúp lại nhưng gặp vậy địa ngục hoa bay tới trước mặt hắn biến ảo thành một cái thiếu niên cái này thiếu niên cả người bạch bào nửa bên mặt đặc biệt anh tuấn Sau đế thích thiên còn muốn anh tuấn rất nhiều cả người tản ra lớn siêu độ, lớn quang minh Phật môn tránh khí, lại là đế thích vạn diệp phân thân. Đế thích vạn diệp, tướng mạo vĩnh viễn là một bộ thiếu niên hình dáng. Đế thích thiên thấy vạn lá nửa bên mặt, quả nhiên như trong truyền thuyết vậy anh tuấn, nhưng ngoài ra nửa bên mặt. Không, chính xác mà nói, hạ xuống xuống đế thích vạn diệp, chỉ có nửa bên mặt, ngoài ra nửa bên là không tồn tại. Hắn đầu lâu bị người từ bên trong bổ ra, chém tới liền một nửa. Vậy chém phách vết thương, đặc biệt bình đủ bóng loáng, bao phủ một tầng nồng nặc huyết nguyệt trói lọi, tựa như vạn cổ vĩnh hằng cũng sẽ không tiêu tán. Chỉ có nửa bên mặt đế thích vạn diệp, anh tuấn được yêu dị, giữ tợn được tà ác, chỉ là vậy bề ngoài, liền làm người ta giận cả tóc gáy. Lão tổ, là ngươi, ngươi, ngươi làm sao hạ xuống? Đế thích thiên thấy vạn lá, kinh ngạc được tột đỉnh, hoàn toàn không nghĩ tới đế thích vạn diệp sẽ hạ xuống. Địa tâm vực có quy tắc hạn chế, thập đại lão tổ đều khó trở lại cái này phiến cố hương. Đế thích vạn diệp nói, vũ hoàng cổ đế bố trí cửu đỉnh, hiện tại thứ hai đỉnh hạ xuống địa tâm vực quy tắc bị thật to áp chế phân thân ta có phủ xuống cơ hội nhưng không thể ở lâu ta có vô cùng trọng yếu sự việc muốn cùng ngươi thương lượng hắn nửa bên mặt đều bị lột bỏ bị thương rất nặng nhưng giọng vẫn lạnh nhạt thấm ra phật môn cuồn cuộn khí phách tựa như thân xác chỉ là thân xác thối tha vô luận tổn thương gì đều sẽ không dao động hắn tinh thần hắn vẫn là chững chạc trầm tĩnh thong thả hình dáng đế thích thiên cũng là chấn định lại nhìn đế thích vạn diệp trên vết thương tầng kia huyết nguyệt trói lọi mơ hồ đoán được cái gì nói, lão tổ, ngươi muốn thương lượng cái gì? Ngươi thương thế rất nặng, là ai cầm ngươi bị thương như vậy? Đế thích Vạn Diệp nói, là Nhâm Phi Phàm bút tích, người này là luân hồi chi chủ hộ đạo giả, thực lực cường hãn, trước kia ta còn có thể cùng hắn đổi một lần một, nhưng hiện tại không phải là địch thủ của hắn. Ban đầu nho tổ ước chiến thời điểm, Đế thích Vạn Diệp có tư cách cùng Nhâm Phi Phàm cực hạn đổi một lần một. Ở ảo cảnh kết quả bên trong, cùng Nhâm Phi Phàm cực hạn đổi một lần một người, thật ra thì chính là hắn. Vậy ảo cảnh kết cục đế thích vạn diệp vậy dòng ngó gặp được nhưng sau đó nhâm phi phàm khác có kỳ ngộ chấp trưởng nhâm gia cự kình thần thụ tu vi có rất lớn đột phá thực lực bây giờ đã vượt qua đế thích vạn diệp thậm chí đế thích vạn diệp liền đổi một lần một cũng không làm được chỉ có bị đánh bại kết quả có thể gặp nhâm phi phàm khủng bố đế thích thiên trong lòng giật mình hắn tuy biết nhâm phi phàm cường hãn nhưng không nghĩ tới lại cường hãn đến tình cảnh này liền đế thích vạn diệp đều không phải là địch thủ lão tổ ngươi là phân thân cùng hắn tác chiến cho nên thất bại sao Đế Thích Thiên từ đầu đến cuối không dám tin tưởng, hỏi. Đế Thích vạn Diệp lắc đầu một cái, nói, không phải là thật thân quyết chiến, thậm chí vận dụng cửu thiên thần thuật, nhưng còn không phải là địch thủ của hắn. Người này không hổ là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, thực lực đột phá quá nhanh, khó trách cả ngày lý đều sợ hắn, liều mạng cũng muốn đem hắn chu diệt. Đế Thích Thiên càng chấn động, chân thân tác chiến, thậm chí thi triển cửu thiên thần thuật, Đế Thích vạn Diệp vẫn không đánh thắng Nhâm Phi Phàm, vậy Nhâm Phi Phàm thực lực không khỏi quá mức ngoại hạng. Lão tổ, vậy ngươi muốn tìm ta thương lượng cái gì ta tu vi quá mức nông cạn đừng nói nhâm phi phàm chính là hôm nay luân hồi chi chủ ta cũng không địch đế thích thiên giọng rất nhiều thổn thức ý trước kia hắn thân là đế uyên điện điện chủ hoàn toàn nghiền ép diệp thần không nghĩ tới nhanh như vậy bị nghịch chuyển cục diện đế thích vạn diệp nói thiên nhi ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút để cho ngươi đi vào bàn võ thiên đế lăng mộ tìm tuyết táng tinh trần một khi đạt được tuyết táng tinh trần tâm ma của ngươi tu vi có thể bước vào tầng thứ chín ngưỡng cửa đến lúc đó ngươi liền vô địch hậu thế lúc đó tuy nói còn không làm được thẩm phán thiên hạ bước nhưng muốn dòng ngó gặp người trong thiên hạ nội tâm như là dễ như trở bàn tay đế thích thiên con ngươi co giúp lại tâm ma đại chú kiếm tầng thứ 9, vạn cổ tới nay cho tới bây giờ không có ai đạt tới qua một khi đem tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9, vậy cơ hồ có thể nói là vô địch thiên hạ có thể coi thường cảnh giới trên lệch lợi dụng tâm ma tập sát tất cả người nhưng tâm ma tầng thứ 9, qua khó khăn đột phá đế thích thiên khổ khổ cảm ngộ hồi lâu thậm chí động tới một ít thời gian pháp tắc thủ đoạn ở một ít bí cảnh bên trong ngồi chơi mấy trăm ngàn năm đều không cách nào dòng ngó gặp tầng thứ 9 bí ẩn nhưng hiện tại đế thích vạn diệp lại nói có một phần cơ duyên đủ để cho hắn đột phá đế thích thiên liền vội vàng hỏi bàn võ thiên đế tuyết táng tinh trần hai người này sau lưng có gì nhân quả đế thích vạn diệp nói bàn võ thiên đế chính là thời đại viễn cổ một vị đại nhân vật đời người đã không thể thi bởi vì quá rất xưa sau cựu nhật thời đại còn muốn rất xưa là đã từng hùng bá một cái kỷ nguyên cường giả hắn trong bảo tàng có một kiện pháp bảo tên là tuyết táng tinh trần chính là 33 thiên thái thượng thần khí bên trong hạng thứ hai tồn tại đối đạo tâm tu vi có cực lớn tăng thêm ta vốn là muốn cướp lấy tuyết táng tinh trần lại dùng đế thích ra huyết mạch rèn luyện cuối cùng lại ban cho ngươi để cho ngươi hấp thu luyện hóa đột phá tâm ma cảnh giới nhưng tiếc là ở đó bàn võ thiên đế trong cổ mộ ý ta bên ngoài gặp phải liền nhâm phi phạm hắn cũng muốn cướp lấy tuyết táng tinh trần cuối cùng ta cùng hắn quyết chiến hoàn toàn là bị nghiền ép đánh bại May mắn chạy khỏi đi ra, cuối cùng không chết. Tập 3271. Hôm nay, ta muốn cho ngươi tự mình đi bản võ đế mộ, cướp lấy bảo tàng. Vừa nói, Đế Thích Phạn Diệp lấy ra một phần bản đồ, giao cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên nhận lấy vừa thấy, bản đồ này chính là bản võ đế mộ bản đồ. Từ Hồng Quân lão tổ thời đại, thẳng đến hiện tại, cách nhau hàng tỷ năm, thời gian trải qua vô số kỷ nguyên, ngày cũ kỷ nguyên chỉ là một, mà ở ngày cũ trước, lại có rất nhiều viễn cổ kỷ nguyên mà đây vị bàn võ thiên đế chính là viễn cổ kỳ nguyên một vị cường giả trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí hạng thứ hai tuyết táng tinh trần liền từng do bàn võ thiên đế chấp trưởng hôm nay ở lại hắn đế mộ bên trong đế thích thiên trong lòng động một cái trong truyền thuyết tuyết táng tinh trần đối đạo tâm tu vi tăng thêm to lớn nếu quả thật có thể có được nói hắn tâm ma thần thông nói không chừng thật có thể đạt tới tục cùng nhất tầng thứ 9. chỉ là tuyết táng tinh trần đặc biệt bí mật thế gian không người biết ở nơi nào mà hiện tại từ đế thích vạn diệp trong miệng đế thích thiên mới biết lúc đầu tuyết táng tinh trần ngay tại bàn võ thiên đế trong cổ mộ đế thích thiên nói cái này bàn võ đế mộ nhân phi phàm vậy theo dõi ta một mình đi trước có đoạt bảo có thể hắn chỉ sợ mình còn không có thấy tuyết táng tinh trần sẽ bị Nhâm phi phàm một chiêu tiêu diệt đế thích vạn diệp nói không sao ta cùng Nhâm phi phàm đánh một trận mặc dù xa sút nhưng vậy đã thương hắn hắn nguyên khí hao tổn không nhỏ ngươi chỉ muốn chú ý hành động liền không sẽ đưa tới hắn chú ý đế thích thiên trong lòng rét một cái nghe đế thích vạn diệp mà nói tựa hồ cũng không thể bảo đảm hắn an toàn cái này đoạt bảo vẫn có cực lớn nguy hiểm bất quá suy nghĩ kỹ một chút muốn cho tâm ma thần thông đột phá đến tầng thứ 9, nơi nào có như thế dễ dàng cầu giàu sang trong nguy hiểm muốn cướp lấy phần cơ duyên này tự nhiên phải chịu đựng nguy hiểm cực lớn dừng một chút đế thích vạn diệp nói tiếp ngươi bắt được tuyết táng tinh trần sau đó bước vào tâm ma tầng thứ 9 ngưỡng cửa liền có thể thấy rõ thiên địa dòng ngó hôm nay hạ tới giữa tâm linh của mỗi người biết tất cả mọi người bí mật tâm ma thần thông tột cùng nhất cảnh giới vô cùng lợi hại có thể dòng ngó thấy nhân tâm cái này thế gian quỷ thần cũng không đáng sợ nhân tâm mới là vật đáng sợ nhất mà nhân tâm liên quỷ thần đều không cách nào theo dõi lại là thế gian thần bí nhất tồn tại nhưng tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9, có thể chém hết tất cả sương mù dày đặc nhắm thẳng vào chủ tâm dòng ngó gặp tất cả người nội tâm bí mật vô cùng lợi hại nguyên nhân chính là là biết tất cả mọi người bí mật cho nên tâm ma thẩm phán mới có thể chân tránh làm được rửa sạch thiên hạ bảo đảm sẽ không oan ủ người bất kỳ chỉ cần nội tâm có tội ác tồn tại sẽ bị bại lộ ở tâm ma kiếm phong hạ không người có thể ẩn núp đế thích thiên nói lão tổ cần ta trả giá cái gì hắn rất rõ ràng lớn như vậy cơ duyên đưa đến trước mặt mình không thể nào là tặng không sau lưng nhất định khác có giá phải trả đế thích vạn diệp nói ta cần ngươi làm một chuyện đế thích thiên nói chuyện gì ta tâm ma luyện đến thứ 9 tầng thiên, nhất định đẩy được thẩm phán thiên hạ kế hoạch, lão tổ, ngươi tu luyện Mạn Châu Sa Hoa Kinh, có Phật môn hào khí hộ thân, ta tâm ma thẩm phán không được ngươi, ngươi không cần sợ ta. Đế thích Phạn Diệp nói, ta tự nhiên không sợ, chỉ là muốn mời ngươi ra tay, giúp ta theo dõi một cái bí mật. Đế thích Thiên nói, bí mật gì? Đế thích Phạn Diệp nói, liên quan tới Thiên Quân Phong Thần Bia bí mật. Đế thích Thiên nói, Thiên Quân Phong Thần Bia. Đế thích Phạn Diệp nói, không sai, Năm đó cũ mới tranh bá chiến tranh, Thiên Võ Tiên môn Thiên Quân Phong Thần Bia bị chúng ta Thập Đại Lão tổ đánh rớt, cũng bị một người trong đó nhặt. Nhưng chúng ta Thập Đại Lão tổ, không người thừa nhận là ai cướp lấy Thiên Quân Phong Thần Bia. Có người muốn nuốt một mình pháp bảo này, chiếm cứ đại khí vận, ngươi giúp ta theo dõi theo dõi, rốt cuộc là ai cướp đi. Ha ha, nếu như có thể tra đi ra ngoài, chúng ta liền có thể tiên hạ thủ vi cường, đem Phong Thần Bia đoạt trở lại. Thiên Quân Phong Thần Bia, trước mắt 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại chỉ cần đem tên chữ viết lên là được đạt được thiên đại khí vận thêm thân hồng tinh chiếu sáng có vô cùng chỗ tốt cái này phong thần bia đế thích vạn diệp cũng là thèm thuồng vạn phần đáng tiếc không có cơ hội cướp lấy nếu như thành công đạt được vậy nói không chừng liền có thể thay đổi hết thảy trước mắt chìm cứ thậm chí đế thích gia tộc là có thể quật khởi bàn cờ này càng gần đến mức cuối liền càng phức tạp một món đồ một cái thật nhỏ vật liền có thể thay đổi hết thảy đế thích thiên bừng tỉnh hiểu ra lúc đầu đế thích vạn diệp giúp hắn đột phá tâm ma tu vi là muốn cầm hắn làm con cờ cha ra thiên quân phong thần bia rơi xuống bởi vì tâm ma đại chú kiếm luyện đến tầng thứ 9 sau đó có thể coi thường cảnh giới trên lệch nhìn thấu tất cả mọi người nội tâm cho nên chỉ cần đế thích thiên luyện đến tầng thứ 9 hắn là có thể theo dõi giữa trời đất tất cả người lòng bí ẩn đến lúc đó là ai cướp đi thiên quân phong thần bia tự nhiên không gạt được hắn dòng ngó đế thích thiên nhìn một cái lão tổ trong đầu nghĩ lão tổ là muốn bắt ta làm con cờ lợi dụng hoàn ta sau đó liền đem ta giết. Ta tuy là đế thích gia tộc, nhưng ta phải đi ra thuộc về mình đường. Hắn vô cùng thông minh, đã đoán được đế thích vạn diệp sát tâm. Lòng hắn ma thẩm phán, thành lập lý tưởng nước to lớn nguyện vọng, coi như là đế thích vạn diệp, cũng sẽ không hiểu. Ở đế thích vạn diệp trong lòng, đế thích thiên thủy chung là hoàn toàn người điên, như vậy người điên, lợi dụng xong, tự nhiên phải nhanh một chút giết chết cho thỏa đáng. Miễn có thiên hạ thật bị thẩm phán, vậy tất cả mọi người đều chết sạch, miễn cưỡng chỉ còn lại mấy ngàn người lý tưởng nước, thống trị lại có ý gì? lão tổ như ta tâm ma tu vi thật đạt tới tầng thứ 9, ta liền giúp ngươi theo dõi thiên quân phong thần bia rơi xuống đế thích thiên đáp ứng biết rõ là phải bị lợi dụng làm con cờ kết quả nhưng vẫn là đáp ứng hắn cũng có mình tính toán nếu như tâm ma đại chú kiếm thật luyện đến tầng thứ 9, hắn nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh đến lúc đó đế thích vạn diệp muốn giết hắn vậy cũng không dễ dàng đế thích vạn diệp đại hỉ tựa hồ thấy được rực rỡ cười nói vậy rất tốt chúc ngươi thuận lợi tìm được tuyết táng tinh trần ngươi cần phải chú ý không nên kinh động liền nhâm phi phàm nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá ta tin tưởng ngươi chuyến này tất nhiên sẽ thành công đế thích thiên nghĩ đến nhâm phi phàm mạnh mẽ trong lòng rét một cái nói ừ lão tổ mời yên tâm ta sẽ chú ý dừng một chút lòng hắn bên trong lại muốn không biết ta tâm ma thẩm phán có thể hay không thẩm phá nhâm phi phàm người này tâm ma vậy là cái gì đế thích vạn diệp nói ừ ta đi trước địa tâm vực quy tắc vẫn là có rất lớn hạn chế ta không thể ở lâu hơn nữa rất dễ dàng bị vũ hoàng cổ đế phát hiện sau này như có cơ hội ta sẽ lại tới tìm ngươi đế thích thiên nói lão tổ ngươi thường thế đế thích vạn diệp nói thân xác chỉ là thân xác thối tha chút thương thế này không có gì đáng ngại ngươi không cần lo lắng ta ta đi trước nói xong liền ngự gió rời đi thân thể ẩn trong mây bưng hoàn toàn biến mất không thấy đế thích thiên nhìn đế thích vạn diệp rời đi bóng người ánh mắt đặc biệt phức tạp hắn biết đây là mình cơ hội cuối cùng nếu như cướp lấy tuyết táng tinh trần thất bại hắn đời này lại không ra mặt chỗ trống. Nhưng muốn cùng Nhâm Phi Phàm cạnh đoạt, nơi nào có như thế dễ dàng. Hơn nữa đế thích vạn diệp lần này hạ xuống, cũng không tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nếu như bị Vũ Hoàng cổ đế biết, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lấy Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm tính cách, nếu như biết đế thích vạn diệp ở sau lưng hại mưu gây rối, hắn sẽ không bỏ qua đế thích ra. Mà đế thích vạn diệp sau khi rời đi, cũng không có lập tức trở lại thái thượng thế giới, mà là hướng một chỗ lao đi. Chỗ đó chính là dẫn hồn quỷ, vào lúc này ngoại giới biến cố diệp thần tự nhiên không biết hắn cũng không biết nhưng phi phàm nói viễn cổ đại đế nghĩa địa thật ra thì chính là bàn võ thiên đế lăng mộ sau lưng chôn giấu trong truyền thuyết đạo tâm thần khí tuyết táng tinh trần diệp thần đang yên lặng luyện hóa luân hồi thánh hồn thiên mảnh vỡ mà theo hắn luyện hóa vậy thánh hồn mảnh vỡ dần dần cùng hắn thân thể dung hợp cũng ở hắn bàn tay trái tim hiển hóa ra một cái quỷ chữ cái này quỷ chữ đen nhánh âm u tràn ngập vô cùng là khí tức quỷ dị chính là diệt quỷ hồn đạo mảnh vỡ oanh theo khối này thánh hồn mảnh vỡ luyện hóa thành công diệp thần trong cơ thể truyền ra một hồi núi lửa bộc phát vậy nổ ẩm trong thức hải linh hồn năng lượng đang điên cuồng tăng vọt hồn thể đổi thành dưới linh hồn này năng lượng hóa thành hắn thể chất lực lượng hắn chỉ cảm thấy tự thân thể chất ở trong nháy mắt mạnh mẽ rất nhiều nhẹ nhàng nắm chặt quyền thì có vô cùng minh mông lực lượng đang lưu chuyển tựa như có thể tùy ý nhìn diệt đại lộ chui luyện tinh không vậy cực kỳ cường hãn đây chính là luân hồi hồn thể lực lượng sao diệp thần ánh mắt loé sáng cảm thụ tự thân trở nên mạnh mẽ rất nhiều khí lực, nội tâm cũng là một hồi mừng rỡ. Luân hồi hồn thể nguyên vẹn trạng thái, là sáu đạo tề tụ, hiện tại Diệp Thần chỉ góp nhặt một đạo, cũng không có đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Như lập tức liền không hoàn mỹ, Diệp Thần đều cảm thấy luân hồi hồn thể mạnh mẽ, nếu như lúc này, hắn sẽ cùng Thường Mạch Quân chiến đấu, tuyệt sẽ không giống ban đầu như vậy chật vật. Trước mắt Diệp Thần toàn thân thực lực đã có thể chém chết một ít thực lực giống vậy bách ra cảnh năm tầng thiên cường giả, cho dù đối mặt 6 tầng thiên, kịch chiến dưới cũng có liền sẽ có thể thủ thắng nếu như có thể thu thập 6 khối mảnh vỡ chấp trưởng luân hồi thánh hồn trời tức tỉnh hoàn chỉnh luân hồi hồn thể không biết sẽ có cường đại dương nào diệp thần ánh mắt bên trong thấm ra một chút nóng rực ý đối tương lai không khỏi tràn đầy mong đợi nhìn bầu trời một chút tính một chút thời gian năm ngày cũng đi qua diệp thần trong đầu nghĩ nhâm tiền bối sắp tới chứ đang trong suy nghĩ quả nhiên thấy phương xa chân trời truyền tới một hồi lanh lảnh cá voi minh một đầu ảo mộng vậy cự kình vượt qua biển mây phá không bay vút lên tới nhâm phi phàm bóng người đang đứng ở cự kình bên trên nhâm tiền bối diệp thần thấy nhâm phi phàm tới nhất thời đại hỉ nhâm phi phàm khẽ vuốt cảm lang không đáp xuống hướng diệp thần nói thằng nhóc thật lâu không gặp diệp thần quan sát một tí nhâm phi phàm gặp hắn gương mặt mang chút trắng bệch vẻ lo lắng nói nhâm tiền bối ngươi bị thương nhâm phi phàm cười nhạt nói không có gì đáng ngại một chút bị thương nhẹ mà thôi để thích vạn diệp không làm gì được ta hắn ngược lại bị ta tổn thương nặng muốn đến thì không cách nào sẽ cùng ta cướp đoạt bản võ thiên đế bảo tàng diệp thần có chút kỳ quái nói bản võ thiên đế nhân phi phàm nói ừ bản võ thiên đế chính là thời đại viễn cổ một vị trí tôn cường giả lập tức đem bản võ thiên đế bảo tàng tuyết táng tinh trần bí mật còn có hắn cùng đế thích vạn diệp tranh đấu đơn giản nói một lần diệp thần một hồi kinh ngạc nói lúc đầu vậy hạng thứ hai thái thượng thần khí ngay tại bản võ thiên đế lăng mộ bên trong nhân phi phàm nói không sai vậy tuyết táng tinh trần đối đạo tâm tu vi có cực lớn tăng thêm ta tu vi đình trệ ở cổ trai cần đạo tâm đột phá cảnh giới mới khá đột phá cho nên tuyết này táng tinh trần ta trí ở tất được nói xong lời cuối cùng Nhâm phi phàm nắm chặt quả đấm trong ánh mắt có chiến ý sôi sục diệp thần cho tới bây giờ không có gặp qua nhân phi phàm có như thế nóng rực thần thái hiển nhiên vậy tuyết táng tinh trần vô cùng trọng yếu liền nhân phi phàm cũng không có so khát vọng nhân tiền bối nếu như hữu dụng phải ta địa phương xin cứ mở miệng diệp thần nói nhưng phi phàm khẽ mỉm cười nói ngươi chịu hỗ trợ vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa vậy bàn võ thiên đế lăng mộ khắp nơi đều là không gian cấm chế hoạt động đặc biệt phiền toái ngươi chấp trưởng hư bia có lẽ có thể giúp ta phá vỡ hư không thuận lợi cướp lấy vậy tuyết táng tinh trần diệp thần nói đế thích vạn diệp bên kia nhưng phi phàm nói hắn bị ta chém hết nửa bên đầu muốn đến không dám lại ló đầu mà vậy bàn võ thiên đế bảo tàng cũng bị ta dùng hy hoàng lôi trận phong tỏa người ngoài tuyệt không khả năng cướp lấy chờ thêm mấy ngày ta nguyên khí hoàn toàn khôi phục đi liền đoạt bảo. Nói xong lời cuối cùng, Nhân Phi Phàm ho khan hai cái, rõ ràng cho thấy cùng đế thích vạn diệp tranh đấu, tổn thương nguyên khí, mặc dù không đau đạt tới gân cốt, nhưng vậy cần thời gian điều dưỡng. Diệp Thần nhớ tới cùng Giang Trần Tử ước định, nói: "Nhân tiền bối, vậy mấy ngày nay thời gian, ngươi theo ta đi một chuyến dẫn hồn quỷ, gặp gặp vị kia tuyệt diệt hồn sư Giang Trần Tử." Nhân Phi Phàm gật đầu một cái, nói: "Cũng tốt, coi như là giải sầu, gặp gặp bạn cũ." Thỏa thuận xong, Nhân Phi Phàm liền đi theo Diệp Thần, đi dẫn hồn quỷ. diệt Thần đã luyện hóa Diệt Quỷ Hồn Đạo Thánh Hồn mảnh vỡ, cùng dẫn hồn quỷ hơi đất cơ hội tương liên, rất dễ dàng liền phá vỡ hư không, trực tiếp bước vào dẫn hồn quỷ bên trong. Mà làm hai người bước vào dẫn hồn quỷ sau đó, nhưng phát hiện nơi đây khí tượng lớn dị, khắp nơi tràn ngập sáng chói Phật quang màu vàng, cuồn cuộn nghiêm túc, trong hư không có Phật hát phản âm vang khắp. Hô hô hô. Trường Phong gào khóc tới giữa, có một phiến phiến lá phong, đầy trời phiêu vũ, vô cùng nguy nga. Mạn Châu xa hoa, phong diệp vũ, là đế thích vạn diệp thủ đoạn nhưng phi phàm xem đến chỗ này khí tượng nhất thời gương mặt biến đổi ánh mắt hiện ra tức giận cùng cảnh giác trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật mạn châu xa hoa kinh tổng cộng chia ba tầng tầng thứ nhất lá phong vũ tầng thứ hai hồng liên yên tĩnh tuyết tầng thứ ba bờ bên kia vô lượng thiên hiện tại dẫn hồn quỷ bên trong khắp nơi lá phong phiêu vũ chính là mạn châu xa hoa kinh tầng thứ nhất khí tượng đế thích vạn diệp đã tới nơi này cái gì đế thích vạn diệp hạ xuống diệp thần vô cùng kinh hãi ngước nhìn bầu trời ở giữa cự đỉnh vậy chín đoá địa ngục hoa đang lóe lên trói mắt ánh sáng rực rỡ đó là thái thượng đế thích ra ký hiệu chẳng lẽ đế thích vạn diệp uy nghiêm lại dọc theo cái này cự đỉnh hạ xuống xuống diệp đại nhân vừa lúc đó một người đàn ông mang mười mấy cường giả ngự gió bay đến bầu trời đi tới diệp thần cùng nhâm phi phàm trước mặt hai người cái này nam tử chính là tư giao quỷ tôn Tư giao quỷ tôn ánh mắt đỏ bừng cánh tay quấn một cái trắng mang mặt đầy bi thương vẻ tiêu giao tôn giả sư phụ ngươi đâu? Tập 3272 Diệp thần mơ hồ cảm thấy không ổn, hỏi. Sư phụ đã chết, bị một cái chỉ có nửa bên mặt thiếu niên nam tử giết chết. Tiêu giao quỷ tôn giọng tràn đầy bi thương, còn đối với Diệp thần giọng nói chuyện, nhưng so với trước kia thân thiện liền rất nhiều, rõ ràng cho thấy từ giang trần tử trong miệng, biết Diệp thần thân phận. Nhưng hiện tại, giang trần tử nhưng đã chết. Diệp thần nghe được giang trần tử tin chết, trong lòng chấn động một cái, quả nhiên là bị đế thích vạn Diệp giết chết vị này là nhâm gia thiên mệnh sao tiêu giao quỷ tôn lại nhìn hướng nhâm phi phàm giọng mang cung kính hỏi nhâm phi phàm nói không dám làm tiêu giao quỷ tôn nói sư phụ ta ngưỡng mộ các hạ phong tư thường xuyên nhắc tới các hạ hắn muốn ở trước khi chết gặp ngươi một mặt đáng tiếc không thể như nguyện hôm nay ta sư phụ chết rồi hắn trước khi lâm trung từng nói muốn cho các hạ tự tay thu liễm hắn hài cốt sau này cùng thiên võ tiên môn chấn hưng liền mang về an táng nhâm phi phàm trong mắt hơi chăm chú nói có thể tiêu giao quỷ tôn chấp tay nói đa tạ các hạ đại ân đại đức không bao giờ quên liền ở phía trước dẫn đường dẫn diệp thần nhâm phi phàm hai người đi tới trước diệp thần một đường đi tới trước mắt gặp ở giữa thiên địa phật quang cuồn cuộn lá phong phiêu vũ trong lòng ngầm thất kinh thán đế thích vạn diệp uy nghiêm nói nhâm tiền bối cái này đế thích vạn diệp thật đúng là lợi hại hắn làm sao sẽ hạ xuống đến địa tâm vực không phải có quy tắc hạn chế sao nhâm phi phàm nói thứ hai đỉnh hạ xuống hơn nữa chín đạo ý chí viên mãn địa tâm vực quy tắc bị thật to áp chế hắn có phủ xuống cơ hội mặc dù chân thân khó mà đến nhưng muốn hạ xuống một đạo phân thân đó là dễ như trở bàn tay hắn không đánh lại ta nhưng tới gieo họa ta trước kia bằng hữu là ta hại chết bản cũ thanh âm mang một chút tức giận cùng tự trách diệp thần trong lòng chấn động một cái lúc đầu đế thích vạn diệp phủ xuống chỉ là một đạo phân thân lại có thể cũng có như thế minh mông thần thông khí tượng nếu như là chân thân mà nói vậy còn liền được nghĩ đến nhân phi phàm cùng đế thích vạn diệp đỉnh cấp tỷ thí lúc hình ảnh diệp thần trong lòng cảm thấy rung động lại thần nhiên say mê, không biết như vậy cấp bậc chiến đấu sẽ là như thế nào khoáng đạt tình cảnh. Ở tiêu giao quỷ tôn dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm cuối cùng gặp được Giang Trần Tử di thể. Thật may để thích vạn diệp phủ xuống, chỉ là một đạo phân thân, hắn cũng không dám quá mức làm loạn, miễn phải gặp bị quy tắc cản trả, cho nên hắn giết chết chỉ là Giang Trần Tử một người, dẫn hồn quỷ người vô tội các loại, ngược lại là giữ được tánh mạng. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nhìn Giang Trần Tử di thể. Nhưng gặp Giang Trần Tử thi thể, phi đầy lá phong những thứ này lá phong cùng hắn ra máu thịt hòa chung một chỗ tựa như trời xanh vậy vô cùng lộng lẫy có phật môn minh mông thở mạnh voi cái này tự nhiên là đế thích vạn diệp bút tích trong truyền thuyết mạn châu xa hoa kinh đại biểu phật môn cao nhất thần thông là thế gian phật pháp ngọn nguồn cho dù là giết hại vậy tràn đầy phật môn uy nghiêm đại khí phách làm người ta rung động tiêu giao quỷ tôn nói sư phụ bị người nọ giết chết sau đó thiên táng chi môn cũng bị cướp đi diệp đại nhân nhâm tiền bối hai vị sau này như có cơ hội nhất định phải đem vậy pháp bảo đoạt trở lại. Các ngươi giữ lại mình dùng, cũng tốt hơn rơi vào tay địch. Diệp thần con ngươi hơi co rúc một cái, thiên táng chi môn, chính là hồng hoang cửu môn một trong. Giá trị không phải chuyện đùa, bây giờ bị đế thích vạn diệp cướp đi, thái thượng đế thích ra kiêu căng, nhất định càng nóng rực. Ta biết, yên tâm đi. Nhưng phi phàm đáp ứng, sau đó liền sử dụng cự kinh thần thụ, thu liễm giang trần tử hài cốt, tạm thời an trí ở thần thụ bên trong. Diệp thần nhìn giang trần tử hài cốt, nghĩ đến đối phương giải cứu huyết thần ân tình, còn có tặng thánh hồn mảnh vỡ ân, nội tâm một hồi thương cảm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thương cảm cũng là vô ích, chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp báo thù, liền hướng Nhâm Phi Phàm nói: "Nhâm tiền bối, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Là muốn đi bản võ Thiên Đế Lăng mộ sao?" Nhâm Phi Phàm ánh mắt sâm lạnh xuống, nói: "Không cần phải gấp gáp, đế thích vạn diệp dám giết chết bạn của ta, ta tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Nói xong lời cuối cùng, Nhâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cự đỉnh, ánh mắt nổ lên sát ý. Bầu trời bên trong, có hai tòa cự đỉnh trong đó một tòa là mới phủ xuống địa ngục hoa khí tượng sáng chói đế thích vạn diệp chính là lấy đỉnh này làm căn cơ hạ xuống đến địa tâm vực sau này cùng cửu đỉnh đều hiện hạ xuống thì không phải là đế thích vạn diệp như thế đơn giản mà là vũ hoàng cổ đế hy hoàng lôi ấn phá cho ta nhưng phi phàm quát to một tiếng bàn tay đột nhiên kết ấn đầy trời sấm sét lóng lánh màu vàng tia chớp lao nhanh mỗi một đạo sấm sét tia chớp đều mang đế hoàng vậy uy nghiêm vô thượng vô cùng cường hãn nhưng phi phàm một trường bạo giết ra đầy trời sấm sét ngưng tụ thành một cái to lớn trường ấn hung hăng đánh phía vậy hai tòa cự đỉnh ầm tòa thứ nhất cự đỉnh đầu tiên nổ tung hóa thành lưu quang tiêu tán đi tòa thứ hai cự đỉnh phía trên chín đạo địa ngục hoa đồ đằng ở hy hoàng lôi ấn đánh xuống ánh sáng trong nháy mắt tắt đi xuống sau đó chỗ tòa này cự đỉnh vậy hoàn toàn táng diệt ở sấm sét bên trong hoàn toàn nổ tung biến mất thời gian đảo mắt hai tòa cự đỉnh bạo diệt tiêu tán địa tâm vực nguy cơ khí tượng lập tức tản đi thiên địa khí voi địa mạch nhân quả khôi phục vững vàng tựa hồ vậy vạn khư cửu đỉnh đại trận chỉ như vậy bị nhâm phi phàm một trưởng đánh bể nhâm tiền bối ngươi diệp thần thấy một màn này kinh hãi được tột đỉnh hắn sớm biết nhâm phi phàm lợi hại nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến tình cảnh này hắn thi triển đại thiên trọng lâu trường dưới chỉ có thể đánh bể ba đạo đồ đằng nhưng cũng khó mà tổn thương cự đỉnh chân thân bởi vì cái này cự đỉnh sau lưng mang theo vạn khư ý chí cùng uy áp liên liên diệp thần đại thiên trọng lâu trưởng đều không thể kích phá nhưng hiện tại nhân phi phàm ra tay một cái nhưng trực tiếp đánh bể hai tòa cự đỉnh thực lực này vậy quá đáng sợ nhân phi phàm là ngươi vậy hai tòa cự đỉnh nổ tung sau đó có hai đạo thanh âm tràn đầy tức giận cùng kinh hãi hòa lẫn từ bầu trời phát ra đó là núp ở cửu đỉnh đại trận sau lưng vũ hoàng cổ đế cùng thiên lý thanh âm cửu đỉnh đại trận trước hai đỉnh vũ hoàng cổ đế khổ tâm cô nghệ bố trí mà thành nào nghĩ tới lại bị nhân phi phàm một chiều đánh bể đi mau Nhâm phi phàm đánh bể cự đỉnh sau đó lập tức kéo diệp thần nhanh chóng biến dạng hư không rời đi hắn chỉ sợ bại lộ bị vũ hoàng cổ đế để mắt tới vũ hoàng cổ đế tính cách điên cuồng rất có thể liều mạng cực hạn đổi một lần một cũng phải đổi nhân phi phàm cho nên nhân phi phàm không thể mạo hiểm như vậy hắn mang diệp thần biến dạng hư không trực tiếp trốn vào mình mở ra huyết nguyệt trong thế giới mới miễn cưỡng thở dốc xuống diệp thần thấy nhân phi phàm gương mặt trắng bệch vẻ sâu hơn hơi thở khá là yếu ớt Nói, nhâm Tiền Bối, ngươi không có sao chứ? Không có sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Nhâm Phi Phàm khoát tay một cái, móc ra một viên chữa thương đan dược uống. Hắn trước đây cùng Đế Thích Vạn Diệp đánh một trận, nguyên khí vốn là có liền hao tổn, hiện tại trực tiếp ra tay, đánh bể Vạn Khư Cửu đỉnh đại trận, hao tổn kịch liệt hơn. Nhâm Tiền Bối, ngươi có phải hay không đã phá hư cửu đỉnh đại trận? Diệp Thần thanh âm mang một chút vui vẻ nói. Nhâm Phi Phàm nói, nơi nào có như thế đơn giản. Vạn Khư ý chí không như vậy dễ dàng tan biến vũ hoàng cổ đế sẽ không bỏ rơi bày trận hắn sau này còn sẽ đúc lại đỉnh lớn ta lần này xuất thủ chỉ là cho đế thích vạn diệp một cái dạy bảo mà thôi vậy tòa thứ hai đỉnh toàn bộ là hắn người gia tộc bây giờ là bị ta một trưởng tiêu diệt diệp thần biết rõ cái này ra tay mang đến hậu quả ngưng trọng nói nhâm tiền bối ngươi trực tiếp ra tay vậy quá mạo hiểm thật sự ngươi bị vũ hoàng cổ đế để mắt tới nghĩ đến mới vừa vũ hoàng cổ đế thanh âm tức giận diệp thần lòng vẫn còn sợ hãi nhưng phi phàm nói không sao hiện tại ta thực lực so với trước kia tinh tiến rất nhiều một lần xuất thủ nhân quả đủ để chịu đựng nhưng cũng chỉ có thể ra tay một lần sau này cửu đỉnh đại trận đúc lại ta không thể lại giúp ngươi cần ngươi tự mình giải quyết linh khư thiên châu và trận tự quyết ngươi thân nhau xin lợi dụng diệp thần trong lòng rét một cái sau đó gật đầu nói được nhâm tiền bối ngươi đã giúp qua ta rất nhiều sau này ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết nhâm phi phàm nói rất tốt hiện tại chúng ta đi đường đi một bên đi đường một bên nghỉ ngơi chờ ta nguyên khí khôi phục lập tức tiến vào bản võ đế mộ. Diệp Thần gật đầu một cái, liền vào nhâm phi phàm hướng một phương hướng đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần phát hiện mình và Nhâm Phi Phàm đi tới một nơi cổ quái chi địa. Nơi này là địa phương nào? Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện chỗ này địa phương cũng không ở Địa Tâm vực, cũng không ở Hắc Ám biển cấm, hơn nữa cùng thái thượng thế giới cũng không có tương liên khí cơ, lãnh thổ đặc biệt đặc thù. Nhâm Phi Phàm nói, nơi này là một phiến đặc thù khu vực, không thuộc về bất kỳ thế giới nào, nếu như cứng rắn muốn phân chia vậy hẳn là đến gần thất lạc thời không ở thất lạc thời không bên ngoài duyên thật may ta trước thời hạn tìm được vậy lăng mộ nếu không vậy lăng mộ thì phải rơi vào thất lạc thời không bên trong vĩnh viễn thất lạc nơi này cách thất lạc thời không rất gần diệp thần nghe nói như vậy trong lòng khẽ run lên nhớ lại bầu trời long hồn vậy thiên không chi vương long hồn đánh rơi đến thất lạc thời không bên trong hiện tại cũng không người nào biết đi nơi nào có thể vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện lại ở thế giới hiện thật mà truyền thuyết kia bên trong bản võ thiên đế lăng mộ đã sắp rơi vào thất lạc, bảo tàng bên trong, nếu như lại không cướp được nói, vậy sẽ phải hoàn toàn mất đi. "Nhâm tiền Bối, vậy chúng ta lập tức đi đi." Diệp Thần nói. "Nhưng mà," Nhâm Phi Phàm nhưng là lắc đầu một cái, ngón tay bắt pháp quyết, bố trí một nơi trận pháp, ngồi xếp bằng, "Ta cần khôi phục thương thế, đại khái muốn một ít ngày giờ, nếu không chúng ta tiến vào vậy lăng mộ, phần thắng sẽ rất thấp, dẫu sao cũng không ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì." "Đoạn thời gian này, ngươi có thể ở bên cạnh ta cảm ngộ võ đạo, cũng có thể vùng lân cận đi vòng vòng." nhưng nhớ lấy không muốn một người đi đến vạn bên trong ngoài thất lạc không gian vậy tận lực không muốn quá nhiều vận dụng cửu thiên thần thuật cùng với cao thâm võ đạo trừ phi là ở lăng mộ bên trong còn nữa khu vực này cũng có không thiếu cường giả người tốt nhất không muốn quá nhiều dính những cái kia võ giả chuyện diệp thần gật đầu một cái cũng không dự định chạy loạn trực tiếp ngồi xếp bằng ở lại nhân phi phàm bên người thay hắn hộ pháp Nhâm phi phàm cùng đế thích vạn diệp đánh một trận lại ra tay đánh bể hai tòa cự đỉnh nguyên khí hao tổn quả thực không nhỏ Muốn khôi phục đỉnh cấp chí ít cần một ít ngày giờ, mấy ngày này mình liền thật tốt cảm ngộ gần đây thu hoạch đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần dự định đắm chìm cảm ngộ lúc đó, vậy mình từng ở Hoa Hạ thu phục âm ma thiên thạch như truyền đến một hồi cực kỳ cổ quái dị động. Đây là đoạn thời gian này tới nay, Diệp Thần lần đầu tiên phát hiện âm ma thiên thạch khác thường động. Thậm chí Diệp Thần thiếu chút nữa muốn quên âm ma thiên thạch tồn tại. Chẳng lẽ âm ma thiên thạch và nơi này có cái gì nhân quả dính? Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, nhìn một cái nhân phi phàm Do dự mấy giây, vẫn là hướng một phương hướng đi. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần bước chân dừng lại, trước mắt tựa hồ là một cái hải vực. Hắn thậm chí có thể từ trong hải vực cảm giác được thất lạc không gian hơi thở. Vào thời khắc này, vùng đan điền bên trong âm ma thiên thạch dị động đổi được mãnh liệt, Diệp Thần thành tựu kỳ chủ có thể sâu sắc cảm nhận được, đó là một cổ sát ý nồng nặc. Xem tới nơi đây chính là âm ma thiên thạch bên trong, vậy tôn đại ma rơi xuống địa giới. Thảo nào cũng như này oán niệm ngất trời sát ý. Diệp Thần ánh mắt khẽ híp một cái, chỉ gặp được sau lưng vậy một tôn đại ma hư ảnh hiền hóa nơi buồng tim trống rỗng như cũ ở mịch mịch dỉ ra máu đỏ tươi nhỏ vào hải lý phát ra bốc hơi thử thử tiếng diệp thần nhìn thẳng đại ma thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa không cần suy nghĩ ý nói ta mặc dù không biết rõ quá khứ của ngươi nhưng đã từng đáp ứng rồi sự việc ta là sẽ không đổi ý yên tâm đi ngươi và ta nhân quả dính cái thù này ta sẽ tận lực giúp ngươi đòi lại vậy trên hư không gần đây lãnh đạm đại ma hư ảnh lại là khẽ gật đầu một cái to lớn ngón tay đưa về phía phương xa đó là trên biển một tòa thật to hòn đảo. Cái hướng kia sao? Diệp Thần theo đại ma chỉ điểm phương hướng nhìn lại, phương xa hòn đảo in vào mi mắt, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía đại ma hư ảnh gật đầu một cái, thân hình vội vã đi. Nhưng phi phàm khôi phục còn cần một ít ngày giờ, mình chỉ cần không quá hư dính, hẳn không có chuyện gì. Vậy tại chỗ đại ma hư ảnh khóe miệng dâng lên lau một cái độ cong, chậm rãi tư tán cùng ở giữa thiên địa, trên mặt biển lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, gió lớn cuộn sạch phiên trào sóng lớn. Cùng lúc đó, hòn đảo bên trên một tên lụa đen tố y thiếu nữ nhưng là ngực có chút khó chịu cái loại này tim hồi hộp cảm giác từ nàng ra đời tới nay vẫn là lần đầu tiên cảm giác được tập 3273 thanh nữ nhưng mà có cần gì trợ giúp một đội tiến lên đội ngũ bên trong dẫn đầu người trung niên tựa hồ phát giác thiếu nữ khác thường mở miệng hỏi nói lụa đen tố y thiếu nữ cúi đầu không nói màu đen mặt nạ đem dung nhan che giấu đi ngược lại là nhìn không rõ lắm vậy mặt nạ dưới thiếu nữ vẻ mặt chỉ là một hồi lâu sau mới nghe có con gái tử đáp lại không việc gì chỉ là có chút không quá thích ứng cái này thất lạc không gian vùng lân cận khí hậu thôi. Cô gái đáy mắt chỗ sâu vẻ chán ghét cảm, như là khôn khéo tránh được người áo bào đen. Áo bào đen hộ pháp lúc này mới cười giải thích, cưỡng ép vượt qua cái này thất lạc biển cấm, liên liên ta đều sẽ có chút không thích ứng. Khá tốt nơi đây cùng thất lạc không gian còn có không thiếu khoảng cách, thánh nữ có chút phản ứng dị thường, cũng thuộc về bình thường, qua tối nay, ngày mai là được đến U Thiên Điện, đến lúc đó liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe. U Thiên Điện. Thiếu nữ nghe vậy, trong mắt bên trong ánh mắt lại nữa thuần túy nàng tựa hồ có chút những ý nghĩ khác nhưng vì chứng thật mình phỏng đoán vẫn là chịu nhịn tính tình mở miệng hỏi nói hộ pháp cái này u thiên điện cùng ta âm ma thánh điện so sánh thực lực như thế nào dẫn đầu trung niên quần áo đen hộ pháp suy nghĩ một phen dẫu sao cũng không phải cái gì cơ mật chính là đúng sự thật đáp cái này u thiên điện ba vị điện chủ đều là cực kỳ cường đại tồn tại ba người hợp lực có thể cùng ta âm ma thánh điện vị kia đánh một trận nếu như đến phiên trẻ tuổi đồng lứa ta âm ma thánh điện bảy vị thánh nữ đều là bách giả cảnh bên trong không kém cường giả vậy u thiên điện chính là muốn hơi kém một bậc thiếu nữ nghe vậy lụa đen mặt nạ xuống môi mỏng khẽ cắn tựa hồ đang làm gì lựa chọn tối nay chúng ta ở chỗ này hạ trại nghỉ ngơi đi sang sớm ngày mai đi u thiên điện gặp đầu lĩnh kia trung niên hộ pháp mắt gặp sắc trời đã tối chào hỏi đám người mấy câu liền bắt đầu tháo hành lý về đóng trại cắm trại thiếu nữ ở một bên cẩn thận quan sát tất cả mọi người nhất cử nhất động đầu óc bên trong giống như là nổi lên một ít kế hoạch kỳ quái làm sao luôn là có một loại tim hồi hộp cảm giác chẳng lẽ là khẩn trương sao thiếu nữ vội vàng vỗ vỗ ngực mình hít sâu một hơi thở ra như vậy tuần hoàn mà một màn này đang bị cách đó không xa ẩn núp ở trong bóng tối diệp thần vọng ở trong mắt có hư biên nơi tay ẩn núp sẽ không quá khó khăn căn cứ âm ma thiên thạch phương hướng chỉ cũng không tệ chính là cái này một đám người âm thầm diệp thần cũng không có bước dây động rừng mà là cẩn thận đánh giá phía trước cách đó không xa đóng trại cắm trại một nhóm tám người dẫn đầu tên kia thực lực mạnh nhất vượt qua bách gia cảnh 6 tầng thiên những người còn lại thực lực kém không đủ có bách gia cảnh cũng có nửa bước bách gia cảnh còn như thần bí kia lụa đen cô gái đoán không sai mà nói chắc cũng là bước vào bách gia cảnh diệp thần đánh giá một phen đối phương đội ngũ thực lực cũng có chút khó mà ra tay dẫu sao chỉ là vậy người đàn ông trung niên mình ở chưa từng giao thủ trước đều là không biết thực lực như thế nào hơn nữa mấy người còn lại hợp lực vây quét cưỡng ép động thủ không khác nào tự tìm cái chết mấu chốt nhâm tiền bối để cho mình ở chỗ này không nên động dùng cửu thiên thần thuật và quá mức cường đại công pháp đột nhiên diệp thần con người đông lại một cái ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ bên hông một quả ngọc bội bừng tỉnh xem ra ngươi mới thật sự là nhân vật trọng yếu ngọc bội hơi thở cùng lúc trước âm ma thiên thạch tản ra hơi thở khác thường rét lạnh âm lãnh trên đó vậy khắc vẽ phong cách cổ xưa tối tăm tà ác phù văn thậm chí là có thể ảnh hưởng đến một ít cấp thấp người tu luyện tâm thần đã như vậy vậy thì dùng trí là hơn Bước quá nơi này và thất lạc không gian đến gần nếu như vận dụng hư linh thần mạch không gian hiệu quả kết hợp với trận tự quyết sợ rằng có hiệu quả không tưởng được diệp thần ánh mắt đông lại một cái bóng người lặng lẽ thối lui ngay tại diệp thần rời đi ở một chớp mắt kia thiếu nữ tựa hồ là lòng có cảm giác vậy quay đầu nhìn về mảnh rừng cây kia nói chính xác là diệp thần phương hướng kỳ quái rõ ràng cảm giác được nơi đó có thứ bốn mắt có thể đạt được đều là là không thiếu nữ nghi ngờ cảm càng thêm mãnh liệt hơn cái này vô luận như thế nào cũng không thể là khẩn trương cảm giác bất luận như thế nào kế hoạch tối nay cũng được bình thường tiến hành đến lúc u thiên điện đó mới thật sự là xuống đất không cửa thiếu nữ khẽ cắn giang quan đứng dậy hướng mình đội ngũ đi tới giờ phút này vòng ngoài diệp thần ở lấy thiếu nữ lụa đen làm trung tâm một đội người mã đông tây nam bắc chỗ lấy trận tự quyết tinh túy bảy trận mắt gặp thiếu nữ lụa đen một người thoát khỏi đội ngũ tới đây diệp thần bóng người chớp mắt trốn tới hắc ám bên trong liếc mắt nhìn phía dưới thiếu nữ rõ ràng cảm giác được là nơi này chẳng lẽ là thiếu nữ lại là một mắt liếc qua diệp thần vội vàng thu hồi ánh mắt quang thanh nữ trung niên áo bào đen hộ pháp chỉ là một lắc mình liền xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ trầm giọng hỏi thanh nữ ngươi đây là thiếu nữ lụa đen chỉ là thuận miệng đáp ta phát hiện nơi đây có chút dị thường cho nên muốn tới điều tra một phen âm thầm diệp thần cả kinh hắn muốn sớm thúc giục trận pháp một khi bị này nhóm cường giả phát giác hắn chính là lại không khả năng ẩn thân ô trung niên hộ pháp nhướng mày một cái nghe văn thiếu nữ nhắc nhở sau đó hắn bắt đầu ngắm nhìn bốn phía rất nhanh liền ở rừng rậm phương nam phát hiện có người là phát họa trận pháp bị che giấu đi chính giữa năm toàn thân người chăm chú truy xét dấu vết lúc đó thiếu nữ chân như là rè đặt từng bước từng bước hướng vòng ngoài di chuyển thành nữ ngươi chớ tới gần nơi đây có người là bố trí trận pháp vì an toàn khởi kiến người trong hắc bào người đàn ông vừa muốn quay đầu dặn dò thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu gặp mới phát hiện thiếu nữ lụa đen đã lui đến bên bờ vòng ngoài đang cười hì hì nhìn chằm chằm hắn áo bào đen hộ pháp ngay tức thì cảm thấy không ổn vẫn bị cô gái nhỏ này đùa bỡn. Một tiếng tức giận, áo bào đen hộ pháp liền muốn đứng dậy hướng thiếu nữ vào tới. Thiếu nữ lụa đen ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hốt hoảng, chợt trong tay móc ra mấy cái phủ chiếu hướng áo bào đen hộ pháp ném đi. Áo bào đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn lạnh lùng nói, sớm biết ngươi cô nàng này bất an hảo tâm, ngoan ngoãn theo ta đi u thiên điện, nếu không, hôm nay chính là ngươi ngày dỗ Giờ phút này ẩn núp hắc ám bên trong, vừa muốn phát động trận pháp diệp thần nghe vậy, ngược lại là dừng chân ngắm nhìn xem tới nơi này mặt còn có không thiếu câu chuyện diệp thần ánh mắt híp một cái bóp ở trong tay cái cuối cùng pháp ấn như là chưa từng rơi xuống chỉ nghe cây trong rừng hai người tiếp tục tranh luận nói ta mới không cùng cái gì ưu thiên điện người thông ra muốn lấy chính ngươi gả đi đi thiếu nữ lụa đen một cổ não nhi đem mình lá bài tẩy vẩy ra âm thầm diệp thần cũng là diễn cảm cổ quái vật này lại có như vậy trí huyễn và tâm ma hiệu quả ngược lại là và đế thích thiên công pháp có chút tương tự liên diệp thần cũng thiếu chút nữa nói vậy áo bào đen hộ pháp tiến lên tốc độ rõ ràng chậm chạp mấy phần hắn mới thật sự là bị công kích đối tượng âm ma huyễn tim hắn nổi giận gầm lên một tiếng vật này có thể mệt không ở ta chợt người đàn ông trung niên bước nhanh hơn hướng vào ngoài chỗ thiếu nữ lụa đen tập kích bất ngờ tới này hiện tại không động thủ ngươi còn muốn đợi tới khi nào thiếu nữ lụa đen dưới tình thế cấp bách hướng về phía diệp thần phương hướng hô to một tiếng quả nhiên vẫn bị cảm ứng được sao chỗ tối diệp thần nhướng mày một cái bị thiếu nữ này làm đầu thương nhưng dưới mắt hắn cùng thiếu nữ có cùng chung mục tiêu cái này phải giải quyết thật muốn động khởi thật cách tới tại chỗ không người là hắn đối thủ diệp thần cũng là biết rõ quan hệ lợi hại không do dự nữa hư linh thần mạch bùng nổ đồng thời trận tự quyết vận dụng lại một giây kế tiếp người trung niên bóng người biến mất ở tại chỗ phương xa mấy tên người tuổi trẻ trong mắt đông lại một cái nhìn tản mát ra ánh sáng bảy màu mang trận pháp cầm đầu một tên phong tư chắc tuyệt áo thun đen nam tử tay cầm một chui cương thương trầm giọng nói tiểu ngọc ở bên kia còn lại mấy tên đi theo tại áo thun đen phía sau nam tử người tuổi trẻ tất cả đều là mắt sáng chớp mắt giết cũng không biết là ai gào to một giọng còn lại võ giả đều là theo áo thun đen nam tử cùng hướng ánh sáng bảy màu nở rộ đại trận chỗ tới thâu thiên hóa nhật đại trận ngược lại là chỉ có đến gần thất lạc không gian mới có thể bố trí đi ra ngươi ngược lại là chuẩn bị đầy đủ thiếu nữ lụa đen nhìn tại chỗ biến mất trung niên hộ pháp không khỏi được chặt chặt lấy làm kỳ nói cái gọi là thâu thiên hóa nhật đại trận danh như ý nghĩa chính là một loại chỉ có nắm giữ không gian quy tắc mới có thể bố trí ra trận pháp có thể hiểu là vặn vẹo không gian đem bên trong trận pháp không gian cưỡng ép gả nhận được khác một bên trong không gian đây cũng là diệp thần thức tỉnh hư linh thần mạch và trận tự quyết cùng với đang đến gần thất lạc không gian khu vực mới có thể làm được cũng may trận tự quyết còn chưa xong trình cửu thiên thần thuật hẳn không nhâm tiền bối nói như vậy nguy hiểm Người kết quả là người nào áo thun đen thiếu nữ mắt gặp cứu mình cũng không phải là mình tưởng tượng ở giữa đồng bạn mà là một cái chưa từng gặp mặt người tuổi trẻ không khỏi được thần sắc run lên. Diệp Thần chậm rãi đi tới thiếu nữ phụ cận, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi còn có đồng minh, bất quá đáng tiếc, bọn họ hiện tại vậy không vào được trận pháp này. Ngươi, lúc này thiếu nữ lụa đen mới tỉnh hồn lại, cái gọi là thâu thiên hóa nhật trận, trận linh hạch tim chính là thi triển thuật này chủ nhân, rất rõ ràng. Diệp Thần ở chỗ này, vậy liền thuyết minh, nàng vậy còn ở trận pháp bên trong, bất quá là vào vậy áo bào đen hộ pháp, ở vào bất đồng không gian mà thôi. Đáng chết, ta đã rất cẩn thận lui về sau, vẫn không thể nào đi ra trận pháp này phạm vi bao trùm. Thiếu nữ than thầm một tiếng khinh thường, lúc này mới lần nữa nhìn kỹ dậy trước mặt vậy thần sắc lãnh đạm nam tử, nàng trầm giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Hai người miệng đồng thanh đặt câu hỏi nói, bất đồng duy nhất chính là thiếu nữ vậy chất vấn thanh âm, ít đi mấy phần chấn định thần sắc, thân hình không khỏi được về phía sau bước chậm di động. Diệp thần chính là đứng tại chỗ, đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm. "Tại sao ta có thể cảm ứng được ngươi hơi thở?" đây mới là giờ phút này lụa đen cô gái muốn hỏi vấn đề diệp thần là bực nào thông minh bất quá là từ cô gái chỉ nói ngắn gọn bên trong đã là đoán được đại khái nghe trung niên kia người gọi hô ngươi thành thánh nữ ngươi hẳn là một cái mọi người thế lực con em bất mãn gia tộc thông gia lúc này mới thiết kế muốn chạy trốn mới vừa rồi ngươi cảm ứng được ta hơi thở chắc là nhận lầm người cầm ta làm là ngươi đồng bạn lúc này mới đánh bậy đánh bạ tới một trong ứng ngoài hợp diệp thần tiếp tục phân tích nói nếu ngươi mục đích đã đạt thành như vậy xin trả lời ta tại sao ngươi trên mình sẽ có âm ma thiên thạch hơi thở thiếu nữ hiển nhiên thần sắc bên trong thoáng qua vẻ bối rối nhưng nghe diệp thần nói tới âm ma thiên thạch một từ lúc này mới chấn định lại lúc đầu lại là đến tìm ta báo thủ. đã như vậy nói nhiều không muốn động thủ đi thiếu nữ lụa đen nghe diệp thần nói tới ma thạch liền lại nữa qua giải thích thêm âm ma thánh điện tác phái nàng là biết được tàn sát sinh linh vô số tồn tại trước mắt diệp thần ở nàng trong mắt xem ra bất quá là trận đánh tầm thường một thành viên thôi đã như vậy vậy thì tiên hạ thủ vi cường nói không chừng có thể thu được một đường sinh cơ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thiếu nữ bóng người chớp mắt, một cây chỉ thủ chính là nắm chặt tại lòng bàn tay. Vô tận võ đạo hội tụ, hư không chập chờn, kinh thiên nhất kích hướng Diệp Thần nhô lên gai tới. Giỏi một cái sát phạt khí nặng cô gái. Diệp Thần trong mắt sẽ bóng chớp mắt, bất quá là nói tới âm ma thiên thạch mấy chữ, chính là đưa tới đối phương như vậy sát tâm, xem ra chỉ có có thể bắt được mới có thể hỏi ra manh mối. Đây nếu là ở bên ngoài, hai người nói không chừng được chinh chiến một phen, như là giờ khắc này ở diệp thần trận pháp bên trong không gian chính là do hắn sáng tạo hắn tức là mảnh thế giới này chủ nhân thiếu nữ nhất kích nhô lên gai từ diệp thần trước ngực nhập vào cơ thể mà qua nhưng khác thường nhưng là cũng không có văng lên nửa điểm đỏ thắm liền kể cả thiếu nữ bổn tôn cũng là từ diệp thần bóng người bên trong xuyên ngang qua một cổ giảm bớt lực cảm giác truyền tới lảo đảo tài mấy bước ngã ngồi dưới đất xem ra ngươi còn không rõ ràng cái này thâu thiên hóa nhật đại trận uy lực diệp thần nhẹ nhàng lắc đầu một cái giống như như quỷ mị bóng người chớp mắt xuất hiện ở thiếu nữ phụ cận, hai cái ngón tay nhẹ bỗng điểm ở thiếu nữ đầu vai. Thiếu nữ lụa đen lảo đảo mấy bước, mới vừa muốn đứng lên nhưng phát hiện Diệp thần bóng người lấy một cái không thể tưởng tượng nổi độ cướp tới mình phụ cận. Vừa muốn làm phản kháng, nhưng là bị hai ngón tay điểm ở đầu vai, không thể động đậy chút nào nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ nhiều lần vùng vẫy, nhưng là phát hiện không có chút nào tác dụng sau đó, ánh mắt bên trong bắt đầu hiện ra sợ hãi. Diệp thần như là nhìn thẳng thiếu nữ Ngọc bội bên hông, đưa tay liền muốn đem tháo xuống, nhưng vào lúc này ngọc bội hung mang tách thả ra một cổ bóng tối năng lượng tựa hồ là bị cảm ứng vậy tràn ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui vào thiếu nữ thất hiếu tập 3274 một giây kế tiếp thiếu nữ tránh thoát trói buộc cường đại lực lượng phún ra ngoài nàng mây cái lắc mình cướp tới diệp thần đối diện cách mấy chục mét đứng yên con ngươi có cổ xưa màu đen phù văn tránh tốc giống như nhập ma nàng phù văn kia hai tròng mắt trợn mắt nhìn diệp thần đáng tiếc mang cái khăn che mặt thời khắc này diệp thần vẫn là không thấy rõ thiếu nữ dung mạo cùng lúc đó ngoại giới. Lão đại, chính là chỗ này, chúng ta mới vừa rồi điều tra qua, nơi đây hẳn là bị người sử dụng trận pháp che đậy đi. Xem thủ pháp này, sợ là liền ta sư phụ đều không đạt tới, hơn nữa người này có sâu đậm không gian thành tựu. Một tên vóc người thấp bé người tuổi trẻ hướng về phía tay cầm cương thương áo thun đen chàng trai nói. Nam tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không gian, chẳng lẽ là thâu thiên hóa nhật trận. Xem ra tiểu ngọc hẳn ở trận pháp bên trong. Rốt cuộc là ai giúp nàng, áo thun đen nam tử ánh mắt như đuốc dừng chân chưa từng lên tiếng nhưng vào lúc này sau lưng lại truyền tới mấy đạo thanh âm lão đại không xong u thiên điện người đuổi tới áo thun đen nam tử ánh mắt đông lại một cái xem ra chiến đấu mới vừa rồi u thiên điện người đã biết được hiện tại phái tới cường giả áp trận tiểu ngũ phân phó các huynh đệ các phe chế tạo thanh thế đem người dẫn ra chớ tới gần nơi này trận pháp vùng lân cận điệu hổ ly sơn lão đại cái này mưu kế dây à tiểu ngũ lại là không tiếc nói nịnh áo thun đen nam tử trong tay cương thương hàn mang chớp mắt quay đầu quên một mắt thâu thiên hóa nhật đại trận hướng phương xa phóng tới nơi đây không lưu người mới là đối với trận pháp lớn nhất bảo vệ bên trong trận pháp diệp thần nhìn quanh thân tách thả ra hung mang lụa đen cô gái phải mau sớm ngăn lại nàng tiếp tục như vậy mất trí sợ rằng sẽ bị ngọc bội này xâm chiếm đi diệp thần than thầm một tiếng không tốt cô gái trước mắt này trạng thái cực kỳ giống khi đó bị âm ma thiên thạch chiếm đoạt thần trí mắt lộ ra đỏ thắm vẻ hắn thiếu nữ lụa đen thống khổ quỳ xuống đất co do thân thể vùng vẫy diệp thần mới vừa tới gần một chút cô gái nhưng là đứng dậy dành cho diệp thần sấm xét nhất kích nàng ở phòng bị ta diệp thần lo lắng một tiếng hô to giờ phút này ngọc bội ma khí vào cơ thể chỉ có thể chính nàng để giải quyết diệp thần một khi đến gần ngược lại sẽ trầm trọng hơn ma khí xâm lược ta không thể tạo sát nghiệt. áo thun đen cô gái thống khổ co giúp ở bên tai bên trong nhưng là vang lên một món khác thanh âm đạm mạc tiếp nhận ta lực lượng chu diệt này liêu a à, mãnh liệt cảm giác đau thời khắc ảnh hưởng thiếu nữ thần trí thời khắc này nàng trong mắt chớp mắt toàn thân toát ra ánh sáng khác thường nàng muốn tự bạo diệp thần nhất thời cảm thấy không ổn liền hướng thiếu nữ phóng tới ngọc bội kia bên trong tà mị lực lượng mắt gặp chủ thể muốn tự bạo lại nữa làm dây dưa lặng lẽ lui về ngọc bội bên trong ngọc bội lực lượng biến mất thời khắc này thiếu nữ cũng là khôi phục thần trí mắt gặp không cách nào ức chế tự bạo nàng không cam lòng nhắm lại hai tròng mắt thời khắc này diệp thần giống như gió mát vậy phất qua thiếu nữ bên người lại là hai ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thiếu nữ trên trán một cổ hào hùng lực lượng lại là đem nàng trong cơ thể thời khắc phun trào nổ lực lượng áp chế xuống cái này thiếu nữ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tự bạo lại vẫn có thể bị áp chế hai cổ lực lượng kích động va chạm từ diệp thần cùng thiếu nữ quanh thân chấn động tàn ra thiếu nữ cái khăn che mặt giờ phút này cũng là bị sức lực gió thổi tán lộ ra hình dáng tuyệt đẹp gương mặt bên trên ngũ quan xinh xắn tô điểm màu da trắng ngán mắt đẹp lưu phán tràn đầy vẻ khiếp sợ tám bộ phủ đồ khí diệp thần một trưởng huy động một tòa phật tháp từ hắn lòng bàn tay toát ra hung hăng chấn rơi xuống đi hào hùng lực lượng ở diệp thần trên mình phun trào hắn đem phật tháp dùng để áp chế thiếu nữ tự bạo hô một tiếng thở dài rốt cục thì ổn xuống tình thế nhưng mà một giây kế tiếp thiếu nữ sát chiều đã tới nhưng giống nhau vẫn như cũ là không dậy nổi chút nào tác dụng từ diệp thần trên thân hình qua lại mà qua ta cứu ngươi ngươi không cảm ơn cũng được đi còn muốn giết ta Diệp Thần nhìn trước mắt sát ý phủ đầy gương mặt thiếu nữ, cười hỏi nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ cười?" Thiếu nữ trong mắt bên trong trải qua một chút dùng mình, dòng ngó ta hình dáng người, chết. Vẫn như cũ là sát chiếu tới, Diệp Thần không tránh không tránh, mặc cho thiếu nữ giày vò. Trong đó vẫn không quên lời nói nhạo báng mấy câu. "Hừ, tự tìm cái chết." Thiếu nữ phát động mạnh nhất thế công, dao găm bên trên bổ sung thêm cắt nhỏ không gian chi lực quy luật. Có chút ý tứ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần lại nữa thờ ơ, cái này một đao thật có thể làm bị thương hắn hắn không thể không nghiêm túc đối đãi thiếu nữ nghiêm túc quát một tiếng ảnh gai dao găm tại chỗ biến mất ngay tại diệp thần sững sốt một chút để gặp trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái sắc khí lẫm liệt ngắn dao găm sắp đến diệp thần không cách nào né tránh hủy diệt đạo ấn á à. cuối cùng trong nháy mắt hủy diệt đạo ấn lực lượng gia trì ở diệp thần quanh thân đi chết đi thiếu nữ khóe miệng dương lên lau một cái độ cong bởi vì nàng đã nhìn thấy mình dao găm đâm vào diệp thần trên trán nhưng thiếu nữ vậy nụ cười trên mặt chưa hoàn toàn lộ ra như là bị theo sát phía sau trước mắt phải rung động thay thế chỉ gặp kẹp theo nàng tốc độ quy tắc lưỡi dao sắc bén mà lại ở diệp thần chán lúc đó vỡ nát có thể rạch ra không gian lưỡi dao sắc bén đâm không thủng một cái thân máu thịt nam tử giờ khắc này thiếu nữ thật tuyệt vọng thời khắc này diệp thần mới là ngược lại hít một hơi khí lạnh vậy mau đến vô biên sấm sét một gai nếu không phải mình ra chỉ hủy diệt đạo ấn chỉ sợ cũng phải bị mấy phần tổn thương con bé này phải là một sát thủ một kích này nếu là thả ở trong bóng tối sợ rằng ta liền phản ứng chỗ trống cũng không có diệp thần nội tâm chỗ sâu nhất dành cho thiếu nữ nhất đánh giá cao một sát thủ cùng mình chính diện ngạnh cương phát ra một gai mình lại là suýt nữa mất mạng hoàn toàn không tránh thoát thiếu nữ này thật là khủng bố nhất kích mệt là thiếu nữ lúc này sụi lơ đổ xuống đất nàng hoảng sợ nhìn diệp thần cái này một cái ảnh gai nhưng mà liền bách ra cảnh sáu tầng thiên cường giả đều là khó mà đề phòng như là bị diệp thần chính diện phá giải hai người nhìn nhau không nói Giờ phút này bầu không khí thật là vi diệu, chỉ gặp thiếu nữ Ngọc bội bên hông lần nữa tách thả ra hung mang, thanh âm đạm mạc vang vọng ở Diệp Thần trận pháp bên trong không gian. Khặc khặc, may mà ngươi cái thằng nhóc này đã tiêu hao hết nàng trong cơ thể toàn bộ lực lượng. Tiếp nhận ta lực lượng đi, ngươi có thể chém chết cái thằng nhóc này. Thiếu nữ quật cường thanh âm vang lên, ta khinh thường cùng ngươi cái này cùng tà ma nhập bọn. Ngọc bội thanh âm lần nữa cười như điên, truyền tới bản ý vị giọng, hiện tại ngươi tiếp nhận ta lực lượng, ngươi lập tức chính là âm ma thánh điện thực lực mạnh nhất thánh nữ thậm chí tương lai trở thành âm ma thánh điện đứng đầu cũng không phải không thể nào người ta hợp lực thiên hạ này đại khả đi được diệp thần nghe vậy trong lòng dị động âm ma thánh điện cái này âm ma thánh điện hẳn cùng âm ma thiên thạch tồn tại liên hệ nào đó khó trách âm ma thiên thạch ở giữa tồn tại sẽ chỉ dẫn tự mình tới này xem ra cái này âm ma thánh điện chủ nhân cùng năm đó đại ma chết không thoát được quan hệ xí trở thành cả ngày dựa vào phệ nhân máu mà sống quái vật ta mới khinh thường thiếu nữ quật cường đứng dậy quả quyết cự tuyệt nói nếu tốt nói khuyên giải ngươi không nghe vậy ngươi cái này cái thân thể mềm mại ta liền thu nhận bây giờ ngươi nhưng mà liền tự bạo tư cách cũng không có khạc khạc vậy thanh âm đạm mạc bắt đầu cười như điên nói thiếu nữ nghe vậy cuột cường gương mặt bên trên thoáng qua một chút tuyệt vọng thần sắc nàng tươi đẹp gương mặt bên trên tràn đầy thảm trắng cắn chặt môi lau một cái đỏ thấm theo khóe miệng chảy xuống đợi nửa ngày ngươi rốt cục thì chịu đi ra chính gặp thiếu nữ đang lúc tuyệt vọng diệp thần như là lên tiếng khạc khạc thằng nhóc ngươi thật sự có chút thủ đoạn liền ngọc khanh âm cũng làm sao ngươi không được bất quá cái này cũng không thể trở thành ngươi cản rỡ lý do ta âm ma thánh điện làm việc không tới phiên một mình ngươi người ngoài đến quấy rầy ngay sau đó một cổ ngập trời tại ý bao phủ nguyên phiến trận pháp không gian ngươi cũng không phải là người nơi này ngươi bố trí trận pháp chỉ nửa canh giờ nữa vậy liền giải trừ đến lúc đó chính là đất trôn của ngươi khạc khạc thiếu nữ nhật nhạt gương mặt đã mất đi những ngày qua thần thái sững sờ tại chỗ không nói một lời diệp thần như là nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn trên hư không ngập trời tại ý lẩm bẩm thì thầm cũng được trước dính nhân quả liền trước từ ngươi trên mình đòi lại đi nếu âm ma thánh điện và vật kia nhân quả dính vậy sợ rằng đối phó ngươi không cần cửu thiên thần thuật một khắc sau diệp thần lại không những ngày qua lãnh đạm cảm giác cả người quanh thân tản ra nồng nặc đỏ thắm sắc khí cặp mắt bên trong đều là dâng lên đỏ thắm con mắt hai hàng máu nước mắt không bị khống chế vậy xông ra tựa hồ là âm ma thiên thạch vậy hỉ cực nhi khấp ý chí ảnh hưởng thời khắc này diệp thần hắn ma khu chấn động một cái vậy ngập trời tà ý lại là bị đánh tan đi cái này cái này không thể nào âm ma thiên thạch làm sao có thể còn còn ở nhân gian lại vẫn thành công trạch chủ không thể nào không thể nào trong hư không thiếu nữ ngọc bội bên trong một món tà niệm lại cũng không khống chế được kinh hãi giọng luôn miệng sợ hãi nói hóa thành lau một cái lưu quang liền muốn chui hướng ngọc bội bên trong diệp thần con ngươi đông lại một cái nhàn nhạt, nhạt nói không phải mới vừa muốn đẩy ta vào chỗ chết sao dứt lời sắc khí ngất trời ngưng kết thành một cánh tay, đem thiếu nữ ngọc bội bên hông đoạt lấy. Sau đó chỉ là vặn nhẹ nhàng, thần bí kia chất liệu lại phù văn đầy khắc ngọc bội lại là bị miễn cưỡng bó vỡ. à, một tiếng gào thét rung động vòng vũ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngọc Khanh âm giữa eo khối kia quỷ dị ngọc bội phát ra thanh âm hoảng sợ, bây giờ nó xác định, Diệp thần có thể không phí nhiều sức đem nó miễn cưỡng luyện hóa, cái này làm cho nó làm sao có thể không sinh lòng khiếp ý. Diệp Thần giờ phút này quanh thân đều bị âm ma thiên thạch lực lượng bao trùm, hắn bước ra một bước, nói: "Ta là luân hồi chi chủ, cũng là âm ma thiên thạch đứng đầu." Một giây kế tiếp, động tác trên tay chút nào chưa từng dừng lại, vậy ma hóa cánh tay đem ngọc bội bên trong hắc ám lực lượng một cái kéo ra. Diệp Thần nơi đan điền, một viên sâu màu đen đá hóa thành một cái màu đậm vòng xoáy, đang không ngừng quanh quẩn quanh quẩn. "Không, không muốn." Thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa. "Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta." sợ hãi tâm trạng nảy sinh quỷ dị kia ngọc bội bên trên lại xuất hiện chấm vết rách lại còn đang không ngừng lan tràn nó chẳng muốn liền như vậy chết đi thả ta thấy mặt trời lần nữa ta nguyện ý đi theo tại người một tiếng quát to kêu gào thiên lương tiếng dưới vào ngọc khanh âm tai ở diệp thần như cũ lãnh đạm nhìn chăm chú bên trong phong cách cổ xưa kia lại tản ra khí tức quỷ dị ngọc bội phát ra ẩm một tiếng vang nhỏ trong phút chốc hóa là lau một cái phấn vụn không chỗ nương thân hắc ám năng lượng lại cũng không cách nào chống cự vòng xoáy hấp lực trong thoáng qua chính là bị diệp thần thu vào đan điền giống như châm nhỏ nhập biển tung không dậy nổi chút gợn sóng nào vậy bi thảm tiếng kêu gào cũng là sau đó hơi ngừng từ đầu tới đuôi không nói một lời diệp thần giờ phút này nhắm lại hai tròng mắt mấy tức tới giữa trên mình ma ý tiệm xu rút đi trùng tiêu vậy sát ý cũng là liễm hết sức hai tròng mắt chỗ trong veo trong suốt rất nhiều một bộ mạch thượng nhân như ngọc công tử đời vô song nhã trí cảm tử cái này một chút một sau so mãnh liệt so sánh tương phản rung động thật sâu mắt thấy hết thảy phát sinh ngọc khanh âm giờ khắc này thiếu nữ mới rõ ràng cái này nhìn như chỉ có hoàn chân cảnh người rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố cùng hắn đối nghịch tuyệt đối chỉ có một con đường chết này ngươi còn không có nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào ngay tại thiếu nữ ngọc khanh âm vẻ mặt hoảng hốt để gặp diệp thần như là lần nữa đưa mắt đặt ở thiếu nữ trên mình cười hỏi ngọc khanh âm tê liệt ngồi dưới đất lúc trước một kích kia mang đến cho mình cảm giác mệt mỏi còn chưa hoàn toàn tiêu trừ nàng lúc này còn không cách nào tự do hành động mắt gặp diệp thần từng bước một ép tới gần nàng co do thân thể cái mông về phía sau điên cuồng di động dẫu sao mới vừa rồi hắn chiếm đoạt ngọc bội lúc vậy sát thần vậy làm người sợ hãi vẻ mặt còn rành rành trong mắt mặc dù giờ phút này nhìn qua không có như vậy uy hiếp thiếu nữ vội vàng lắc đầu một cái không suy nghĩ lung tung nữa diệp thần thấy vậy không khỏi mỉm cười mới vừa rồi bộ dáng kia liền liền linh nhi trước đây lần đầu tiên thấy lúc đó cũng cho là mình nhập ma cũng khó trách con bé này sẽ có như vậy như vậy phản ứng ta kêu diệp thần sở dĩ tìm được ngươi chính là bởi vì ngươi bên hông khối ngọc bội kia diệp thân không cần thêm nữa ngọc khanh âm cách đối diện nàng mấy chục mét ngồi xếp bằng mình nói liên tục